Thứ tư ngày mùng 4 tháng 5. Tin mừng theo Thánh Gioan. Đức Giêsu nói: Chính tôi là bánh truyền sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đói khát Thiên Chúa. Nếu ta đói khát Thiên Chúa, Người sẽ cho ta no lòng thỏa dạ. Có đôi khi dù bụng no đầy, chúng ta vẫn thấy lòng còn đói khát. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm con người no lòng thỏa dạ mãi mãi. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Qua Thánh Thể, Đức Giêsu trao cho chúng ta không chỉ máu, thịt, nhưng cả linh hồn và thần tính người. Nhờ đó, chúng ta thoát khỏi cơn đói khát khắc khoải trong tâm hồn. Làm người là mang sẵn trong mình ngọn lửa thiêng của Chúa. Ngọn lửa ấy sẽ còn bừng cháy mãi, cho đến khi thiêu đốt lễ vật chí thánh là Đức Giêsu Kitô. Ngày ấy con người không còn đói khát, khốn khổ nữa. Ngày ấy, chính Đức Giêsu sẽ là lương thực trọn hảo và duy nhất của con người. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con lòng khát khao rước mình máu Thánh Chúa. Nhờ đó, cuộc đời chúng con được Ngài biến đổi, không còn đói khát chi ngoài chính Chúa. Amen.